Hello, xin chào tất cả anh em và mọi người đã đến với channel Trendly Gamer. Và trong video ngày hôm nay không phải là mình quay về update tựa game này nha anh em, mà mình sẽ quay về trác quỷ Ito no Mi, một trác quỷ mà mình cũng đã review rồi. Thì mình sẽ sử dụng trác quỷ này để đi đánh cái con khỉ bự ha. Thì có rất nhiều anh em hỏi mình là tại sao mình nói có bản update mà vẫn chưa. Thì mình cũng đã lên tra cú Discord thì cũng rất nhiều người nước ngoài đưa ra ý kiến cũng giống như anh em và mọi người luôn, là hiện tại sao vẫn chưa có bản update trái Ito của chiêu bài một hòn đảo mới, và trái Zomi thêm được một chiêu X, tại sao vẫn chưa có. Rất là nhiều người đặt cái dấu chấm hỏi. Phải nói là admin đang điên đầu ở trên Discord luôn anh em. Nhưng mà admin chỉ trả lời có một câu là sẽ update trong thời gian ngắn của tương lai. Vậy là trong cái quá trình mà chuẩn bị update cái phiên bản đó lên thì admin bị một cái gì đó anh em. Mà admin bị cái gì đó thì cũng không đúng, mà nói đúng hơn là cái phiên bản update nó bị cái gì đó, nên là admin cũng bị cái gì đó theo, nên là admin không up cái gì đó lên để cho anh em và mọi người chiêm ngưỡng cái bản update mới ha. Vậy là chúng ta phải chờ thêm trong thời gian ngắn rồi anh em mọi người à. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sử dụng trái Ito no Mi để qua farm khỉ khổng lồ ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nè anh em mọi người, đi thôi. Đi nào, cho em trái ác quỷ đi mà. Trời ơi, tiền anh giờ còn nhiều lắm nè, còn quá trời luôn. Còn được 151.606. À mà quên nha anh em, hiện tại là đang x2 Billy nha. Anh em có cài, anh em tranh thủ anh em cài đi. Chứ anh em lên channel mình, anh em chửi admin thì cũng vậy thôi. Tại vì sao? Có một số anh em chửi thì chửi đúng thiệt, một số anh em chửi sai hoàn toàn. Chửi đúng là sao? Là những anh em đó cài Billy chân chính, không có bung. Thì những bạn đó tức, bức xúc, bức nút, rồi sau đó là bạn đó chửi admin, hợp lý. Còn những bạn thì sao? Billy hàng tỷ, hàng trăm tỷ, hàng triệu tỷ, hàng tỷ 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 của tỷ tỷ, mà anh em vào anh em chửi là anh em sai hoàn toàn. Anh em kêu là admin là không nên reset Billy của anh em. Không phải như vậy. Nếu mà không reset Billy của các anh em mà bỏ đi cái lệnh bay thì anh em còn Billy. Một số Billy quá lớn thì bất công bằng đối với những bạn nào mà không bung không hách, mà mới vào chơi game này không có một đồng Billy nào. Thì tuy là những bạn đó có số Billy lớn đó, có thể là mua trác quỷ để dục cho những bạn mới chơi đó. Nhưng mà cảm thấy bất là công bằng. Người nước ngoài họ lên cái trang Discord của admin, họ report rất là nhiều. Người Việt Nam chúng ta luôn, mình vô mình thấy toàn là trác quỷ mà nó dục lăn lê lê lết, bò lê bò lết, lóc, quá trời luôn. Dục hàng đống luôn anh em. Người nước ngoài họ thấy họ cứ vô chụp hình, họ dán cái tấm hình đó lên Discord của admin rồi xong. Như vậy là mọi thứ xong xuôi chấm hết. Mà không phải là một người report đâu anh em, mà rất là nhiều người. Nên là admin mới fit ra đi cái lệnh bay ha. Từ lúc mà admin ra cái lệnh bay là coi như là cái game One Beat mòn lé đi này tan nát. Nhưng mà được cái là nhiều người xem. Tại vì sao mình nói nhiều người xem rồi nhiều người chơi game này? Là tại vì á, là cái game này có bung có hack được, đó là nhiều người vào chơi, sau đó là bung lên dục trác quỷ lăn lê lê lết, nên là nhiều người vào như vậy. Hiện tại thì anh em thấy từ khi feed đi cái lệnh bay cho game công bằng thì lượt xem của game này giảm sút đáng kể, và lượt truy cập vào game này cũng giảm sút. Hiện tại bây giờ mình vô mình chơi game này là chỉ còn tầm khoảng đâu 2.000 mấy, gần 3.000 anh em mọi người. Nó giảm rất là đáng kể luôn ha. Tại vì hiện giờ game này đâu còn gì để làm đâu. Một số anh em thì full nề hết rồi. Lúc trước là anh em có một cái thú vui á, là sử dụng trác quỷ để quăng để cho những người khác, hoặc là quăng một đống trác quỷ để anh em chụp hình, anh em post, anh em khoe bạn bè. Còn bây giờ đâu còn cảnh đó đâu, nên là hết thú vui của anh em rồi. Bây giờ đi đánh mấy con khỉ, đánh con boss thì cũng bình thường. Cũng giống mình, hiện tại mình chưa full nề, chưa full điểm, nhưng mà mình bây giờ mình đâu còn thú vui gì nữa đâu anh em mọi người. Không còn một cái thú vui tiêu khiển nào luôn á. Chỉ còn có thú vui là giờ đi đánh con khỉ này nè. Mình sẽ sử dụng trái Ito, mình đập nó thử xem coi có đập nổi hay không ha. Thì những bạn này thì mình biết là mình sử dụng trái quỷ đó thì có quá tài, lỡ tài giết chết mấy bạn đó hay không. Chắc là không sao đâu mọi người, không sao. Bình thường, mọi chuyện vẫn bình thường mà. Giờ lại đây nhận cái nhiệm vụ đi. Bây giờ mình mua một trái quỷ nữa cho anh em mọi người xem nè. Giỡn đâu, mình đi mình đập con khỉ này là mình có Billy rồi đó. Đâu để mình coi coi. Ở đây có kinh nghiệm là 14.192 kinh nghiệm rồi, rồi giờ săn khỉ. Đâu mình bắn tơ từ xa hả nó. Thả cọng tơ bé xíu.
dính khỉ liền, ghim liền, anh em thấy chưa, từ xa công kích là ghim. Trời ơi, bắn mất nhiều đầy máu con khỉ, anh em thấy chưa, đây là gọi là khủng khiếp. Lấy con khỉ về đứng yên rồi, rồi tiếp tục chà nó. Rào lưỡi nhện chém khỉ, từ ngũ sát cứ vậy mà chà. Là cũng gì vậy, mình chả thấy gì để quýnh con khỉ đó hết. Bạn nó lại lụm vô đập khỉ, có số tiền lớn đó anh em, đập đi sợ gì. Sảy nữa nè, mình không bật haki, những bạn nào trát quỷ hệ Lucia thì cứ vào đập ha, còn riêng mình hệ Paramecia mình cũng ớn ăn lắm chứ bộ. Vào là coi như là mấy bạn tiễn đưa vong hồn mình ngay. Vào cái biết sao cái văn nề ra chết, độc lắm nha. Rồi để mình gồng lách lét của Sanji lên cho đẹp anh em à. Đó, rồi, đẹp đẽ rồi. Đẹp đẽ giờ lại quýnh. Chứ không phải đẹp để trưng bày sản phẩm đâu con khỉ kia. Về đầu đỏ, chà nó. Cho con khỉ này nó ớn lạnh, nó nóng lạnh luôn. Quýnh nó mà anh vẫn nghe răng cừ hả? Quýnh bọn mày vui lắm hay mày cừ hay con khỉ kia? Cái gì vậy? Lỡ tay bắn chết bạn kia luôn rồi anh em. Mình biết nè. Cái trái quỷ này với cái điểm luyện của mình thì mình bắn một lần 1200 máu cũng đau lắm chứ bộ. Đối với những anh em nào mà luyện full điểm thì không đau, y nó giật đam 2 lần luôn kìa. Chứ chả chơi đâu. Đó nó giật 2 lần luôn, trời ơi. Giờ mới thấy luôn á. Ồ, rồi, hèn chi có một số anh em comment ở trên channel mình là kêu cái trái quỷ này nó giật đam ngẫu nhiên anh ơi. Giật đam là có khi anh bắn là anh giật đến 2 lần lận. Đó một lần này ha. Cái này anh giật có một lần, lúc nãy anh em thấy nó giật 2 lần luôn. À, rồi, nó giật đam ngẫu nhiên anh em mọi người. Nó hên thì nó có tỷ lệ 50% gây ra thêm một lần đam nữa. Tên ngũ sắc hết rồi. Full cái gì mà full, nhìn vậy mà full gì? Gì anh full rồi, có 600 mấy điểm mà full, 618 là cao nhất rồi. Nghe anh em nói là 850 mới full lượng mà mình có cài có luyện đâu. Mình cài bây giờ là cái số Billy của mình cũng lên ngất ngưỡng rồi. Ủa có một mình giờ kéo đóng rồi, có một mình quýnh khỉ luôn. Đó, anh em thấy không? Nè đứng sát nó giật lên nè mọi người. Đó giật 2 lần luôn ha. Vậy là mình phải đứng sát lại, càng đứng sát thì công lực càng mạnh. Trời ơi, tụi nó tản ra 4 lần. Kinh. Wow, vãi. Sử dụng tới Pika thì mình không thấy gì hết. Nè em mọi người coi nè ha. Đó 4 lần. Mình đứng gần lại thì giật đam càng dữ đây nữa nè. Có lần à. Đây đứng sát lại. Mày, trời ơi, nó tản số ra thấy ham luôn chứ. Đúng trái quỷ này. Nó có cái lượng gây đam, gây sát thương ngẫu nhiên nữa. Nó giật. À, bây giờ giật TT rồi nè. 2 lần. Không cần đứng xa, không cần đứng gần gì hết anh em mọi người. Chỉ cần nó có cái tỷ lệ xuất hiện là được. Trời ơi, xuất hiện mà anh giật 2 lần, 3 lần kiểu đó rồi ai chịu đời cho thấu. Đó, đây. Cái mình xài mấy cái chiêu này mình phụ trợ vô nữa là cha chúa rồi. Mà đánh với cái con khỉ này vẫn chưa nhận định ra là cái trái quỷ nó giật đam như thế nè mọi người. Tại vì có thể là đối với boss thôi, tại vì con khỉ này nó lượng máu nó lớn quá. Mà không giật đam kiểu đó rồi đánh tới chừng nào có thể là vậy. Còn đối với người thì nó giật đam có một lần chứ giật đam 2-3 lần vậy. Cứ 2 lần 1200 là 2400 rồi, giật thêm lần thứ 3 nữa. Thiệt là 3600 rồi. Rồi cũng chua chát lắm chứ bộ. Rồi kệ nó đi, giật đam bao nhiêu lần thì mình chỉ thấy nó như vậy thôi ha. Đó. Cũng một lần chứ bộ, lâu lâu mới giật 2-3 lần. Gì đây? Đệ ca gì đây? Ê rồi xong nó chết luôn rồi. Trời ơi. Thôi chờ bằng đó ra rồi quýnh tiếp. Từ. Chờ bằng đó qua đi, quýnh cái con khỉ này cho bạn đó hưởng tiền luôn mọi người. 100k chứ giỡn đâu, hiện tại giờ 100k thì ti farm những cái đảo kia thì có thể lên được. Nhưng mà cũng cực lắm chứ bộ, farm cũng chục cái nhiệm vụ mới được. Còn bây giờ là vô, con hit 2 nó lên 200k chứ không phải 100k. Từ, chờ bạn đó qua rồi đánh luôn ha.
Rồi bạn kia sao ham hố vậy? Sao bay vô dạy đâu? Dục trái quỷ Ubi Ubi ra coi. Ê ê, hình như là game này mình thấy không có Ubi Ubi gì phải, gu mưu luôn. Đúng rồi, thiếu hai trái quỷ. Phải nói là nó cũng góp phần làm nên tên tuổi bộ truyện One Piece ha. Ubi không có nè. Rồi gu mưu không có nè. Kỳ vậy. Hai trái quỷ đó mà nó đỉnh cao vậy không có. Đáng lý ra đó, cái tựa game One Piece thì thế nào cũng phải có gu mưu anh em à. Không thể nào mà thiếu gu mưu được. Mà cái game này làm thiếu gu mưu á là cảm thấy là sai lầm mà trầm trọng rồi đó. Không sao không sao, mình nghĩ là admin hiện tại là đang trong cái đà update đó anh em, nên là thế nào cũng update cái trái gu mưu rồi ha. Rồi bây giờ đánh chết khỉ này đi, vô đánh kiếm tiền đi. Vô đánh kiếm tiền 200k Billy chứ ít gì. Đó 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 đó, vô chà dốp lá cải nó. Mình không sử dụng cái chiêu văn tơ nữa. Văn tơ hồi lát có bạn bị tiêu đầu trò rồi đó, và nó qua múa được 200k rồi đó. Cái tiền mua trác quỷ rồi thấy chưa, cái tiền mua trác quỷ rồi thấy chưa, có rồi đâu á. Trời ơi, đâu phải không có đâu. Hên là con khỉ nó đứng yên nha, chứ khỉ nó quýnh chắc cũng ăn bờ ngủ bụi từng bạn hết rồi. Mình cũng đi đời nhà ma luôn. Rồi bây giờ để mình kiếm đảo nào mình đi ra. Ôi chết rồi. Đảo thì bây giờ rất là nhiều, nhưng mà cái phương tiện đầu tiên của chúng ta thiền đâu đi. Chẳng lẽ là mình bay bằng cái chân lửa Sanji ta. Mình vô ảnh cước qua đảo của Rikudai. Thiền bè đâu hết rồi. Thiền đâu. Ôi trời ơi, không thiền thì làm sao mà đi đây. Một phương án này có hai phương pháp chúng ta có thể chọn lựa được. Thứ nhất là mình sẽ nhảy từ trên đây xuống dưới để mình tự sát. Thứ hai là kêu một bạn ở trong đây đi lấy một chiếc thuyền qua đón mình. Và cái điều thứ ba đó là kỳ tích xảy ra, thuyền trên trời tự nhiên rơi xuống, thuyền tự nhiên nó từ dưới biển trồi lên mọc lên đó. Chỉ có ba phương pháp đó thôi. Mà mình nghĩ là phương pháp thứ nhất á là cái phương pháp là dễ dàng nhất. Phương pháp thứ hai thì rất là mất công mấy bạn đó. Còn phương pháp thứ ba là cái đó là phương pháp theo kỳ tích. Vậy thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp thứ nhất để mình giải quyết cái vấn đề này ha. Chứ cái vấn đề này vậy là không ổn rồi. Để mình coi coi. Rồi mấy bạn vô chơi chung mình gửi lời mời các bạn nè. Quá trời luôn. Hiện tại bây giờ anh em thấy những bạn lạ lạ vào chơi chung mình không? Tại vì mình đã mở cái phần mà không follow cũng có thể vào chơi được á. Miễn là anh em biết tên mình, anh em join in là được ha. Nhưng mà có phòng có đầy hay không thì mình không biết. Đó, mình đã mở hết tất cả sự thân thiện để đón tiếp những bạn nào mà không follow, không kết bạn với mình vẫn vào được. Lúc trước là mình chỉ là mở là bạn vào được thôi. Còn bây giờ là cho anh em vào xả láng hết. Anh em nào vào phòng được thì vào. Đó, như vậy là mới công bằng đối với tất cả anh em và mọi người. Thì cũng rất nhiều anh em là đưa ra cái ý kiến như vậy ha. Thì mình cảm thấy là ý kiến rất là hay nên là mình làm. Đó. Vậy là phương pháp thứ hai là vẫn được nha anh em. Vẫn được. Nhưng mà mình nghĩ là mình sử dụng phương pháp thứ nhất là từ nãy giờ xong rồi á. Ồ, rồi đi. Chờ có nhiêu đó thôi đó. Từ nãy giờ chờ có nhiêu đó thôi là bây giờ đi nè, cái gì vậy? Ai vậy? Ủa, ai mà sao chìm ngẫm mà anh sao giống đại ca bánh mì với rồi. Để mình coi coi đại ca bánh mì có trong phòng không. À, trời ơi, cái tên thì chứ không có thể nào mà đọc lên được. Đại ngủ đệ thiệt chứ, cử đặt đệ ngủ là được rồi, đọc dễ hơn. Đại ngủ lớn rồi anh em ơi. À, nó ta là đại ngủ nha anh em. Đại ngủ lớn rồi, đại ngủ. Đại là có nghĩa là lớn, ngủ nghĩa là năm. Là đại ca năm, lớn rồi anh em mọi người. Rồi đi 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 đi. Bây giờ đi qua đảo nào chơi ta? Mình nghĩ là đảo trên trời thì mình cũng đã từng giáp mặt giúp lá cà với Ino hoài à. Mình cũng đã sử dụng trái Ito để mình giọng đầu nó rồi. À, Raikoudai. Mà Raikoudai này chịu không nổi. Mình lại đứng sát bên sợ mình bắn cộng tơ cái nằm luôn á chứ. Rồi giờ cứ đi qua bển đi. Đi bển mình bắn cái coi thử cái nằm luôn hay không. Hay là mới nhẹ nhàng tình cảm thân thương xí.
là thằng Ray Kudai nó vẫn có thể sống được trong hai chiêu thức của mình. Chắc mình nghĩ là nó có thể sống được trong hai chiêu thức, nhưng mà đến cái chiêu thứ ba thì không biết rồi nha. Chiêu thứ ba chắc nó vẫn còn sống luôn, tại vì cũng một trong Thất Vũ Hải mà, chứ đâu phải là bèo đâu anh em. Bước sư cây rồi qua đây. Ủa gì vậy, cái gì ai chìm ngủm dưới đây vậy, thằng nào đây? Trâu lên coi. Rồi xong, chết, nằm dưới mày, nằm dưới mày trốn anh nè. Âm dưới làm như ma da, để cứ ai đi ngang cứ kéo chân mày làm gì. Mày hận tao dữ, mày hồi sinh thì mày lo, mày đứng mày sống yên ổn đi. Mày đặt lận kiếm chuyện với mình chi cho chết vậy. Rồi ở đây mình sẽ chọn trend ha. Ồ, cũng được 28.000 tiền chứ ít ỏi gì đâu mọi người. Giờ lại mình bắn Ray Kudai nè. Đó, mình sẽ công kích dạng từ xa tới nha nó. Tuy là người chưa tới nhưng mà tư nhện là đi trước rồi. Ồ, hình như là bắn trúng bạn này hay sao á. Đúng rồi, bắn trúng bạn đó luôn rồi đó. Ray Kudai cũng trúng luôn. Nè, đứng sát bên nè. Nhẹ thôi, đồ cũng giật hai lần. Quýu Ray Kudai không? Ba chiêu anh em. Thì mấy bạn kia quýnh phụ vô nữa. Cái chiêu này nó tiện lợi một cái á, là nó có thể xuyên thấu, nó không giống như những cái chiêu khác ha. Chiêu khác thì nó không xuyên thấu, còn cái chiêu này á, anh em bắn nó xuyên thấu luôn. Lúc trước thì mình quên nói ha, đó chẳng hạn như giờ mình nhắm cái thằng lính đằng đây nè ha. Đó, nhắm đích này mình bắn trúng đó cái tọt đích kia luôn. Đó, nó đỉnh vậy luôn á. Luôn cái chiêu ít hình như nó cũng y vậy luôn nè. Coi thôi, đứng gần lát giật đam hai lần là mấy bạn đó coi như ăn bờ ngủ bụi liền luôn á. Thôi không xài. Mình xài thử cái biết liền cái gì, mình giờ mình wow này nè. Ồ, cái thằng đó không sao. Tơ mình dính nó mà nó không xi nhê. Làm như là luyện càng khôn đại na di vậy á. Luyện nội công đến 9 tầng hay sao, quýnh nó hoài chả thấm thía gì đâu vào đâu hết á. Rồi giờ lên thiền đi tiếp nè. Thiền thì có 4 chỗ ngồi thôi, anh em nào lên được thì đi. Lên nhanh thì đi, chậm chân thì hết chỗ là anh em tự sử dụng trái quỷ hệ Loja và đi ha. Rồi xong đó, chém lộn để giành chỗ luôn thiệt chứ. Ai giỏi trời, bằng tướng khối này phá quá thôi. Đi thôi. Dòng nào rồi, rớt rồi. Trời ơi mấy bạn chơi mấy bạn ăn bơ toàn đâu như rồi xong hên quá. Đó là gọi là phản ứng kịp thời, bạn này cũng phản ứng kịp thời luôn. Bika Numi rồi. Vậy thì tình cảnh này cũng y vậy thôi, cũng đứng đây trông về cái hòn đảo đó để có một cái con thuyền nó đến nó vớt mình thoát khỏi chỗ đây, giống như là mình lưu lạc ở đảo Quang vậy đó. Đảo Quang thì chắc chắn là chúng ta chỉ nhìn về một phía chân trời xa xăm. Khi cái phía đó mà có thuyền chạy lại là chúng ta sẽ có thể lên đường trở về Trung Nguyên ha. Còn mấy là ở trong đảo Quang này hoài luôn. Đó, có thể cũng chặt mấy cái dừa nè, nó nói thuyền lại. Nhưng mà cái game này không cho mình làm vậy rồi, nên là làm cái chuyện đó là không được. Rồi thì mình cũng định là sử dụng cái con thuyền bé nhỏ đó để qua bên đảo ác quỷ, thì mình mua thử coi có ra trái ác quỷ ngon để mình cho anh em. Mà nào ngờ thì anh em quỷ thiền mình giờ mình chỉ có nước là tự sát thôi mà thôi vậy. Mình nghĩ là video ngày hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Với chơi hoài tự game này cũng không có gì để quay cho anh em xem, thật sự rất là chán luôn. Thì mình biết là video này sẽ ít anh em ủng hộ nhưng mà không sao ha. Thì mình cũng cảm ơn sự quan tâm của các anh em đối với channel của mình, và cũng đã ủng hộ video của mình. Không nhiều thì ít anh em, không nhiều trên 5 phút thì dưới 2 phút, 1 phút, 2 phút gì cũng ok hết ha. Gần 2 phút, dưới 2 phút mà chạm 2 phút làm sao mà được. Rồi, cũng cảm ơn tất cả anh em và mọi người đã bỏ không ít thời gian ra theo dõi video của mình trong ngày hôm nay. Nếu thấy video hay thì đừng quên để lại một like, một subscribe và chia sẻ video của mình cho mọi người cùng xem nha. Bye bye anh em.